Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán, báo cho chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thông qua tổng đài 114. Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở đã thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Đến nơi, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phối hợp với người dân dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ việc được phát hiện và xử lý nhanh nên không ghi nhận thương vong về người. Thiệt hại về tài sản cũng được khống chế ở mức tối đa. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.